Hello anh em nhé, chào mừng em lại trở lại kênh Trailer PL Nhật Đức. Hôm nay mình lại review tần cảnh chiếc xe của đại lý mía Đức Dung. Đấy, Đức Dung thì công ty bác ấy là một giấy thường tín các bác nhé. Đây, chiếc xe của bác ấy thì lên cái tay dương hai dòng các bác này. Đấy, trước mình lên tay dương hai dòng các bác ấy. Hôm nay bác ấy qua bác ấy làm cái bộ ốp mạ dương và ốp một phần giọt mưa. Đấy, chiếc xe được trang bị một cách rất là đơn giản và gọi là giản dị nhưng mà yêu chiếc xe, nhưng mà có một cái ngôn từ mà cực kỳ là làm cho mình ấn tượng và chuyên cơ mặt đất. Đấy, chuyên cơ mặt đất các bác nhá, con này đóng cực kỳ là tốc độ luôn, chuyên cơ mặt đất. Đấy, cái dòng chữ này có ý nghĩa gì anh? Chuyên cơ mặt đất nghĩa là có ý nghĩa gì không anh? Không. À, có cái thích thôi không anh? Mình thích thì mình giải thôi đúng không anh? Đấy, hôm nay là mình vừa hỏi với anh Dung thì anh bảo đây là anh thích thôi, thích chưa cơ mà đắt thôi. Đấy, nó cũng là một cái biểu tượng đem lại sự may mắn cũng như là hứng phấn khích, hứng khởi cho anh em khi chạy những chiếc xe của anh em mình. Đấy các bạn, đây đội tay gương bác nhìn lên nhá. Chuyên chạy mặt đất. Đấy, hỏi bác tài ở đây là bác thích thôi, vì chiếc xe của bác thích là chưa cơ mà đắt thì đấy, anh em nhìn cái đôi tay gương hai dòng lên rất là thật. Đấy, đôi tay gương này rất thật tí. Anh bảo cô cháu nó dán nốt cho anh cái tem bên kia anh nhỉ? Có. Em có chứ? Có. Chúng ơi, dán nốt cho bác cái này đi này. Có cái tem bên đấy không? Có chứ anh, em có chứ. Có á. Đấy, đây là khi lên tay gương thì nó sẽ có cái lỗ đây các bác nhá. Thì anh em nhớ bịt vào, không là nước nó sẽ trôi đây, nó trong nó bị gì chỉ bên trong nó rất là bẩn. Đấy, anh em nhớ khi lên tay gương nhớ bịt đây. Bác ấy lên tay gương bộ hai dòng đây. Cái này anh lắp sai rồi anh ơi. Không, cái này lắp đúng nhưng mà cái này sai rồi. Cái đấy sai. Anh đảo lại đi. Có loại khác à? Lấy đây, đúng rồi anh, chuẩn mà. Lấy Hàn Quốc giống như cho cân kìa. Không ấy, của Nhật mẹ thì sai như nào. Cái này sai nhá. Cái này của nó là trước là thiếu. Cái này là bị ngược vế. Đấy, phải đúng rồi. Cái đổi cho bên này nó mới đẹp. Đấy, đôi tay gương hai dòng các bạn. Đấy, đây lên tầng kia cảnh tay gương hai dòng. Đấy, đôi tay gương hai dòng lên. Nhìn hết cả đầu xe các bạn nhá. Các bạn lên đôi tay gương này nhìn hết đầu xe luôn. Đấy. Các bạn nhìn hết đầu xe luôn này. Đấy, rất hay luôn, vì thùng xe anh em đóng rất là to và rộng. Thế nên thành ra là mọi người tất cả muốn lên. Đấy, đây gương, đây xe của bác Dung thì lại rất thích những cái trang trí, những cái đề can nhỏ nhắn. Đấy, rồi mình sẽ đi một đoạn khung xe xem có cái gì đặc sắc không, giới thiệu cho anh em nhé. Đấy, đây là đôi chắn bùn thái Sport này, bác ấy mua của mình này. Đấy anh em ạ, cản thông rất là... Cái này thì bác ấy chế để bác ấy dắm lên trên thùng để gọi là bốc hàng cho dễ, cũng rất hay. Đấy, vì cái cản thông này cũng không thể trang trí đèn được, vì đây người ta bác ấy chủ định là để dám lên bốc hàng thôi anh em ạ. Đây thùng xe thì rất là chắc chắn luôn, con thùng này đóng rất là lâu rồi, một thùng vàng gióng. Đây chắn bùn thái đây. Đấy, anh nhìn vào qua mua đôi chắn bùn thái lắp rất là lâu rồi các bác ạ. Đấy, trên cơ mặt đất của anh Dung nhá, là của anh Dung, sorry. Đấy, ở đây mình sẽ mở cái cabin bên trong của anh Dung thì cũng giống như tất cả các bác tài khác thôi, nhưng mà anh Dung lại thiên về có ông Phật Di Lặc rất là đẹp. Đây ông Phật Di Lặc này các bác, vàng chóe luôn này các bác này. Đấy. Chiếc xe này thì mình ấn tượng bởi cái câu nói là chuyên cơ mặt đất các bác. Đấy, chuyên cơ mặt đất các bác này. Đấy, chuyên cơ mặt đất nhé, của anh Dũng này. Đấy, rất là hay luôn, đồ tay gương đấy. Hôm nay thì buổi ngày thì review lại cho anh em cái tay gương này, thì đây là một cái tay gương lên được đời thì sau khi anh em lên xong thì anh em dán một lá cờ đây để bịt ché khuyết điểm này đi là xong. Đấy. Và từ chiếc xe của anh Dũng cũng đã chạy được con này phải 2015-2016 đấy anh nhỉ? 16 rồi, 16 đến bây giờ là 2020 rồi, 4 năm rồi, chiếc xe vẫn đi theo thời gian. Đấy, xuống một cách đều đặn. Đấy, đôi tay gương nhá, chủ hôm nay mình review cho anh em xem một đôi tay gương và cái câu nói rất là yêu thích của anh Dũng, chuyên cơ mặt đất. Đấy. Anh không dán đây à anh? Rồi, em cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Đấy. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Chúng xem có xử lý lốt cho bác cái gì được không? Em cảm ơn anh nhá. Đấy, chuyên cơ mặt đất. Cho anh xem con sâu á.